Thập Tam đi. Thập Tam. Là A Ca. Là ta. Vậy thì sao? Ông nghĩ làm như vậy sẽ có ích sao? Tôi chỉ càng thêm căm ghét A Ca thôi. Nên nói cái gì? Nói chuyện cho rõ ràng. Tôi không muốn nói chuyện với hạng người như ông. Bỏ tôi ra, buông ra. Tại sao lại cười? Mở miệng muốn đấu với ta, nhưng mà dũng khí đối mặt với ta cũng không có. Nếu ta là nàng, ta sẽ trân trọng cơ hội này. Nói không chừng còn lấy được tin gì đó. Cũng không biết có thể giết được ta. Tôi không bị ổi như A Ca. Bỏ tôi ra, hãy mau bỏ tôi ra, buông ra. Cắn đi. Sao không cắn nữa? Cắn chết ta đi. Cái tên khùng. Kể từ khi tôi quen biết nàng, ta đã trở thành một kẻ điên. Lời nói khiến cho người ta phải cảm động. Nếu không phải vì tôi đã quá hiểu rõ con người của A Ca, có thể tôi đã rất tin tưởng rồi. Nhưng mà Tuấn Ngôn đã chết. Cái chết của cô ấy luôn nhắc nhở tôi, tất cả đều là giả tạo. Đều là giả tạo. Cô thiệt lạnh. Lạnh như một khối băng. Dù cô ủ thế nào cũng không ấm. Tôi khó khăn lắm mới có thể quên được A Ca. Tại sao lại không thả tôi ra? Ta nói là ta không có làm. Nàng có tin không? Tôi không tin. Tôi và Thập Tam A Ca không thù không oán. Tại sao mấy lại gạt tôi tới đây? Ta không có. Ta thật sự không có làm. Phải làm sao nàng mới chịu tin ta? Trừ phi là ông chết đi. Được, ta cho nàng tội nguyện. Bác A Ca, sắp tới giờ cấm rồi. Nếu như bây giờ xuất cung, dù có lệnh bà cũng không quay về được. Chờ thêm chút nữa. Chờ thêm chút nữa. Tình Xuyên à, Tình Xuyên, có phải muội không tin tưởng ta, không muốn đi chung với ta? Nhưng muội có biết rằng muội lưu lại trong cung sẽ gặp nhiều nguy hiểm lắm không? Ngạc nương, nhi thần khấu kiến ngạc nương. Các người còn đứng đây làm gì? Nhìn thấy lương phi nương nương, không mau hành lễ. Nè, khấu kiến lương phi nương nương. Các người hãy đứng lên đi. Tạ ơn nương nương. Dân tự, dân tự, ngạc nương không cho con đi. Ngạc nương, người đã biết hết tất cả mọi chuyện. Con cho rằng rời khỏi Tử Cấm Thành là có thể bình an vô sự à? Con đã lầm lẫn. Ở bất cứ đâu trên thế gian này, kẻ mạnh thắng kẻ yếu. Con định lưu lạc cả đời tới tận chân trời góc biển, chi bằng ở lại đây chiến đấu với vận mạng. Ngạc nương, con xin lỗi. Con thật sự không thể nhận lời. Coi như ngạc nương xin con. Con không nghĩ cho mình, cũng nên nghĩ tới người yêu của con và cả con cháu đời sau của con. Dận tử. Ngạc nương. Người hãy mau đứng lên. Con hứa với người, con sẽ không đi nữa. Cho dù khắp thiên hạ này đều ngăn cản con, con vẫn đủ can đảm rời khỏi Tử Cấm Thành. Nhưng cổ lại không tới, nên một chút sức lực để bước qua cánh cửa con cũng không có.
Tôi không giết A-ca. Thế nào? Không có nhẫn tâm? Giết chết ông tôi phải đền mạng thì không đáng. Thiệt tức cười. Là nàng dạy ta cần phải tin tưởng, nhưng nàng lại không hề tin tưởng. Tại sao? Tại sao? Coi kìa, trong lòng nàng vẫn có ta. Cho dù có gạt được cả thiên hạ, nhưng mà không gạt được bản thân. Lai, dám to gan là bộ bất không liên cung. Là Tứ Ca và Tình Xuyên. Hả? Tình Xuyên? Qua đó coi thế nào. Có chuyện gì? Hồi cứu A-ca, Tứ A-ca và Tần Xuyên cô nương tự ý xông vào Khôn Ninh cung của tiên hoàng hậu. Chúng nô tài cũng làm theo quy định ở trong cung, và mong cứu A-ca thông cảm. Nương nương, Tình Xuyên cô nương đó chính là Tình Xuyên muốn cùng Dận Tử bỏ trốn. Dạ. Bổn cung cứ nghĩ cổ là cô gái lương thiện hiền lành, không ngờ thủ đoạn của thiệt khôn lường. Trong đêm bỏ trốn cùng Dận Tử, vẫn còn thời gian gặp mặt Tứ A-ca trong cung Khôn Ninh. Cô gái này không đơn giản. Không được, ta không thể để cổ ở chung cùng Dận Tử. Tuyệt đối không thể. Vừa rồi phủ nội vụ tới báo, Dận Chân và Tình Xuyên chạy tới Khôn Ninh cung của tiên hoàng hậu. Tình Xuyên này không phải là có gì đó với Dận Tử hay sao? Tại sao lại có mối quan hệ đối với Dận Chân? Bây giờ trong mắt hoàng thượng, bác A-ca càng ngày càng tốt. Dận Trinh vẫn chưa trở về. Tình Xuyên xảy ra chuyện không sao, lỡ như kéo cả Dận Chân vô thì sẽ không còn ai đấu lại bác A-ca nữa. Hoàng thượng chỉ là hiểu lầm thôi. Thần thiếp nghĩ là sắp tới đại lễ mừng thọ của hoàng thượng, muốn mài một tấm long bào mới cho hoàng thượng. Dù đã chọn nhiều kiểu nhưng thấy không hợp. Thần thiếp nhớ ra tiên hoàng hậu đã từng vẽ rất là nhiều long bào tinh tế, cho nên mới kêu Dận Tử tới giúp thần thiếp lấy vài mẫu. Còn về Tình Xuyên, có lẽ là gặp ở trên đường đi. Trẫm đã từng căn dặn, không được phép của trẫm thì không có ai được vô Khôn Ninh cung. Nàng coi lời của trẫm như gió thoảng qua tai. Hoàng thượng bất giận, thần thiếp nghĩ tiên hoàng hậu đối với hoàng thượng tình cảm sâu sắc, và đã vẽ nhiều mẫu hoa văn cũng là chỉ muốn nhìn thấy hoàng thượng mặc trên người. Nhưng đáng tiếc chưa thực hiện được ước nguyện thì đã ra đi. Cho nên thần thiếp muốn hoàn thành chút di nguyện dùm cho tiên hoàng hậu. Đứng dậy đi. Tạ hoàng thượng. Trẫm biết nàng có ý tốt, là vì trẫm quá nhạy cảm, cứ nhắc tới tiên hoàng hậu trẫm lại không thể kiềm chế được tình cảm của mình. Thần thiếp hiểu, hoàng thượng là người trọng tình trọng nghĩa. Nếu không thì không để trống Khôn Ninh cung khi tiên hoàng hậu qua đời lâu rồi. Và còn lương phi muội muội, vì có tướng giống như hoàng hậu, cho nên dù phạm nhiều tội lớn nhưng vẫn được sự bao dung của hoàng thượng. Nàng nhắc tới cô ta làm gì? Thần thiếp đáng chết, nhất thời lỡ lời, quên mất quy tắc đã định. Những năm tháng qua, trẫm vẫn luôn đi kiếm người có hình dáng giống tiên hoàng hậu. Nhưng bề ngoài giống thì có thể làm được cái gì? Họ vốn không phải là hoàng hậu thì không thể là hoàng hậu. Là trẫm tự lừa gạt bản thân của mình. Hoàng thượng, nương nương, không xong rồi, không xong rồi. Có chuyện gì hoảng hốt dữ vậy? Hoàng thượng, nương nương, vừa rồi thái giám đi tuần ở người qua viên tế báo, lương phi nương nương mặc đồ sang trọng đứng ở bờ hồ đòi tiền giận. Cái gì? Sông Thè đổ tối, ánh trăng tà. Ai biết nhà vàng ngấm lệ hoa. Xuân
sắp tàn, sân vắng lặng, cửa cài đầy đất đám hoa lê. Lương Phi, Lương Phi, hãy xuống trước đi, có gì từ từ nói. Thần thiếp đã... Có chuyện gì không thể nói mà nàng lại phải tìm tới cái chết? Thần thiếp bị giam trong lãnh cung gần 20 năm, từng giờ từng khắc vẫn luôn nghĩ tới hoàng thượng sẽ cho thần thiếp thêm một cơ hội. Nhưng hết ngày này sang ngày khác, thần thiếp cứ chờ mãi, nhưng càng ngày hoàng thượng càng căm hận thiếp, khiến cho thần thiếp càng ngày càng rất cô đơn buồn tẻ. Thần thiếp nghĩ cuộc sống trong vô vọng như vậy, chỉ bằng tìm tới kiếp sau. Nàng nghĩ như vậy sao? Trâm biết trong lòng của nàng vẫn luôn nghĩ tới trẫm. Sớm biết có ngày này, tại sao nàng phải ngoan cố như vậy, lãng phí tuổi thanh xuân tươi đẹp của mình? Thần thiếp ngu dốt, xin hoàng thượng trị tội. Trẫm sẽ phạt nàng nửa đời còn lại phải ở bên cạnh của trẫm tận tâm hầu hạ. Thần thiếp tuân chỉ. Được rồi, được rồi. Được nhìn thấy hoàng thượng và muội muội giải hòa đúng là một chuyện vui lớn. Ngày mai sẽ cho người tới sửa lại thừa càn cung, khôi phục lại như lúc đầu. Hoàng thượng thấy có được không? Ừ. Vậy thần thiếp không làm phiền hoàng thượng và muội muội nói chuyện. Thần thiếp cáo lui. Hoàng thượng. Nàng đó, cứ bướng bỉnh như vậy, chẳng khác gì hoàng hậu năm đó. Coi trí nhớ của trẫm nè, biết rõ nàng không có thích mà nói như vậy. Hoàng thượng không cần bận tâm, cũng tại trước đây thiếp quá cố chấp, không hiểu phép tắc. Thật ra suy nghĩ kỹ, có thể giống như tiên hoàng hậu, được sự sủng ái của hoàng thượng cũng tốt mà, so đo nghĩ nhiều làm gì. Những ngày tháng sau này, thần thiếp chỉ muốn được ở cạnh hoàng thượng, chăm sóc tốt hoàng thượng, vậy đã quá đủ. Thiệt không?